này thiện hiện, hoặc chân như của thánh đế khổ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, hoặc chân như của thánh đế tập diệt đạo, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, này thiện hiện, hoặc chân như của bốn tịnh lự, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, này thiện hiện, hoặc chân như của bốn vô lượng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bốn định vô sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của tám giải thoát, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của tám thắng xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của chín định thứ đại, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của mười biến xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của pháp môn giải thoát không, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, hoặc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác.